Zeppelin-1A2, pháo phòng không của Đức để diệt quân Nga xâm lược. Theo Defense Express, Đức sẽ chuyển giao 15 xe tăng phòng không Zeppelin đầu tiên cho Ukraine vào tháng 7. Đây là một loại pháo phòng không tự hành của Đức có khả năng hoạt động trong mọi thời tiết. Đó là theo lời của người phát ngôn Bộ Quốc phòng Đức, The Guardian đưa tin. Người phát ngôn cho biết thêm, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambert đã đồng ý về việc giao hàng này trong một cuộc trò chuyện với người đồng cấp Ukraine, Oleksiy Reznikov. Pháo phòng không tự hành Zeppelin do Đức chế tạo có thể gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với máy bay chiến đấu của không quân Nga nếu chúng được chuyển giao cho quân đội Ukraine. Theo đại diện của Kraumatsch-Woodman, tập đoàn này hiện đang có 50 tổ hợp Zeppelin trong tình trạng niêm cất bảo quản. Chúng có thể được đưa vào hoạt động trong thời gian rất nhanh chóng nếu chính phủ Đức đồng ý chuyển giao cho Ukraine. Phương tiện tác chiến nói trên mặc dù đã cũ nhưng vẫn rất lợi hại. Đây sẽ là sự bổ sung đáng giá cho các tổ hợp ZSU-234 hay Tunguska của Ukraine khi phải đối đầu với không quân Nga trong thời gian sắp tới. Hệ thống pháo phòng không tự hành Zeppelin được phát triển từ những năm 1960 và được đưa vào trang bị vào những năm 1970. Và đã được nâng cấp nhiều lần với các thiết bị điện tử mới nhất. Nó đã trở thành nền tảng của lực lượng không quân của quân đội Đức, Bundeswehr và một số quốc gia NATO khác. Cần nhắc lại rằng pháo phòng không tự hành Zeppelin dựa trên vỏ của xe tăng Leopard 1 với tháp pháo xe tăng được thay thế bằng một cặp pháo tự động 35 ly Oerlikon KDA và hai đĩa radar, một radar tìm kiếm chung ở phía sau tháp pháo và một radar theo dõi. Kèm theo đó là một máy đo khoảng cách bằng tia laser ở phía trước giữa hai khẩu pháo, cùng với hai cụm 4 ống phóng lựu đạn khói 76 ly ngụy trang. Mỗi khẩu pháo có tốc độ bắn tối đa lên tới 550 phát trên một phút, cho thời gian bắn liên tục 37 giây trước khi hết đạn, với 680 viên đạn cho cả hai khẩu. Tổ hợp có trọng lượng chiến đấu là 47,5 tấn, chiều dài 7,7 mét, chiều cao 3,29 mét. Sử dụng động cơ diesel công suất 830 mã lực cho tốc độ tối đa đạt 65 km/h, phạm vi hoạt động 550 km với kiếp chiến đấu 3 người. Tháp pháo điều khiển bằng điện được cung cấp bằng năng lượng bởi một máy phát điện 40 kW, được điều khiển bởi động cơ đa nhiên liệu Mercedes-Benz 314 4 xi lanh 3,8 lít. Mỗi hệ thống Zeppelin có thể tự tạo hỏa lực tại chỗ hoặc di chuyển và bắn trúng mục tiêu trên không đang bay với tốc độ lên tới 400 m/s. Độ cao tác xạ của pháo đạt 3.000 m và tầm xa lên tới 5.500 m. Pháo dài 3,15 m với sơ tốc đầu nòng của đạn đạt 1.440 m/s. Pháo có thể lấy hai loại đạn khác nhau. Cách nạp đạn thông thường là sự kết hợp của 320 viên đạn phòng không và 20 viên đạn chống tăng cho mỗi khẩu. Ngoài phòng không, Zeppelin còn có thể đánh bại các mục tiêu trên mặt đất, kể cả xe bọc thép nhẹ ở khoảng cách lên tới 4,5 km thông qua đạn xuyên giáp. Trạm radar của Zeppelin tùy theo sửa đổi có thể phát hiện các mục tiêu tấn công đường không ở cách xa tối đa từ 15-18 km. Hiện tại, gói nâng cấp Zeppelin 1A2 được cho là có khả năng bắn đạn lắp ngòi điện tử, định tâm nổ để tăng xác suất tiêu diệt mục tiêu, đi kèm với việc tích hợp tên lửa phòng không vác vai hiện đại Stinger trên tháp pháo. So với người tiền nhiệm, Zeppelin 1A2 có hệ thống điều khiển hỏa lực nâng cấp, tăng tầm hoạt động và giảm thời gian phản ứng trước các mối đe dọa đường không. Ngoài ra, loại đạn mới cũng được sử dụng nhằm tối ưu hóa khả năng tác chiến. Pháo được đặt trên khung gầm xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 1 có sức cơ động rất cao. Kiếp chiến đấu của Zeppelin 1A2 được bảo vệ an toàn trước các hỏa lực bộ binh thông thường, cũng như trước các tác nhân phóng xạ, hóa học và sinh học. Phiên bản cải tiến Zeppelin 1A2 còn được trang bị radar ngắm bắn mục tiêu, hoạt động trên băng tầng S, radar giám sát trên băng tầng KU với tầm hoạt động hơn 20 km. Bên cạnh đó, pháo Zeppelin 1A2 còn có hệ thống laser C3 mới để dò tìm và chỉ thị mục tiêu tốt hơn. Theo đánh giá từ giới chuyên gia quân sự, hệ thống pháo phòng không tự hành Zeppelin 1A2 do Đức phát triển luôn giữ vị trí top đầu trên thế giới. Nếu những tổ hợp pháo phòng không tự hành nói trên xuất hiện trong thành phần tác chiến của quân đội Ukraine, rõ ràng các máy bay chiến đấu và trực thăng vũ trang của quân Nga xâm lược sẽ phải rất cẩn trọng khi hoạt động. Ở Đức thì Zeppelin bị loại bỏ dần từ năm 2010 và được thay thế bằng hệ thống phòng không mới hiện đại hơn với 4 hệ thống phóng tên lửa Stinger hoặc LFK-NG. Tuy nhiên, có một vấn đề rất đáng quan tâm, đó là có các nguồn tin cho hay
chỉ còn khoảng 30.000 viên đạn 35 ly của pháo phòng không tự hành Zephyr đang được bảo quản. Điều này sẽ làm phức tạp đáng kể việc xuất khẩu và sử dụng. Với tốc độ bắn cao, sẽ chẳng tốn nhiều thời gian để những tổ hợp Zephyr này tiêu thụ hết cơ số đạn đi kèm. Đây là vấn đề nan giải có thể ảnh hưởng lớn tới mong muốn tiếp nhận của Ukraine. Theo trang tin quân sự Bulgari Military, việc thiếu loại đạn cỡ 35 ly có thể khiến pháo trên các xe phòng không Zephyr 1A2 Đức muốn chuyển cho Ukraine trở thành vô dụng. Ở Đức, hầu như không có kho dự trữ đạn cỡ 35 ly nào dành cho hai khẩu pháo Orlenkorn lắp trên mỗi xe tăng phòng không Zephyr 1A2. Do vậy, nước này đang gấp rút để tìm nguồn cung đạn cỡ 35 ly từ các quốc gia đang sở hữu các xe phòng không Zephyr 1A2 khác như Brazil, Qatar và Jordan. Trang tin Bulgari Military nhận định. Cũng có thông tin gần đây cho biết Brazil hiện đã sẵn sàng cung cấp cho Ukraine số đạn dược khổng lồ, dự kiến là lên tới 300.000 viên cho hệ thống Zephyr 1A2 này. Tôi nghĩ Đức đã tìm ra giải pháp cho vấn đề đạn dược của hệ thống này trước khi chuyển chúng cho Ukraine. Bởi vì việc yểm trợ Ukraine để chống lại quân Nga xâm lược giờ đây còn là trách nhiệm của toàn khối NATO. Bởi đây là cơ hội tốt để làm suy yếu mối đe dọa thường trực ở phía Tây của khối, đó là quân Nga xâm lược. Như vậy là mình vừa chia sẻ với bạn xong về pháo phòng không Zephyr 1A2 Đức chuyển giao cho Ukraine để tiêu diệt quân Nga xâm lược. Các bạn có ý kiến gì hãy comment dưới video nhé. Cảm ơn các bạn theo dõi video. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Bye bye! Ah, good work, good work.